ngày 28 tháng 10 năm 2024, em Việt cho Việt đang trước cửa chợ Đồng Xuân. Hôm nay đúng không khí lạnh về rồi quý vị và các bạn. Nhiệt độ giờ rơi vào khoảng 22 độ C, trời hơi se se lạnh. Các du khách tới với thủ đô Hà Nội cũng đã mặc áo khoác rồi. Chiều hôm nay em Việt mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng phố cổ để cảm nhận không khí mùa đông đã xuất hiện tại thủ đô Hà Nội rồi. Các cô đã phải mặc áo len rồi. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội từ sáng đến giờ rất thất thường quý vị và các bạn. Lúc cao, lúc thấp, lúc mưa, lúc không mưa, lúc mưa to, lúc mưa nhỏ. Những hình ảnh trên tuyến phố hàng khoai, các chị bán đồ mùa đông cũng đã đây, treo bán những cái mũ len nữa. Các cửa hàng bán đồ trên tuyến phố hàng khoai thì khán giả và các bạn thấy nát đá cũng có khách. Đúng mùa đông luôn quý vị và các bạn đấy. Thời tiết âm u, một màu xám xịt. Và em Việt cho biết ngay giữa chợ Đồng Xuân. Quý khán giả xem được những hình ảnh trên phố cổ Hà Nội, hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về những nét đẹp tại phố cổ. Và quý cô chú anh chị và các bạn hãy tặng em Việt cháu Việt một like, cũng như quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Em Việt đang ở ngã tư Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Thiếp, cũng như là hàng quán. Những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thiếp. Các du khách tới với thủ đô Hà Nội hôm nay thì quý vị và các bạn thấy ăn mặc cũng ấm hơn. Những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật. Trên màn hình là ngã ba Cao Thắng và Nguyễn Thiện Thuật. Cảnh kinh doanh buôn bán hoa quả em Việt thấy cũng vắng khách. Hình ảnh trên tuyến phố Cao Thắng rất nhộn nhịp. Vâng, cảnh nhộn nhịp nhất là phố cổ, đây một đoàn du khách. Ngay ở ngã ba phố Cầu Đông và Nguyễn Thiện Thuật. Wow, ở đây có một số du khách ăn mặc nóng bỏng.
trước màn hình là ngã ba phố chợ Thanh Hà và Nguyễn Thiện Thuật. Những hình ảnh trên phố chợ Thanh Hà. So với mùa hè và mùa thu, em biết thấy chớm đông kinh doanh buôn bán có vẻ tốt hơn. Những hình ảnh ngã tư Hàng Chiếu và Nguyễn Thiện Thuật. Ngay góc ngã tư các cửa hàng bánh rán em Việt thấy cũng chậm. Mời quý khán giả cùng em Việt đi trên phố Hàng Dây và em Việt sẽ kết thúc ở ngã ba Đinh Liệt và cầu Gỗ. Trên tuyến phố Hàng Dây kinh doanh buôn bán nhộn nhịp hơn. Vâng, trước màn hình là ngã tư Nguyễn Siêu và tuyến phố Hàng Dây. Đây một số bạn trẻ ăn mặc rất phong cách. Và trước màn hình là ngã tư Hàng Buồm và tuyến phố Hàng Dày. Các cửa hàng kinh doanh giày dép cũng rất nhộn nhịp. Em đi nhờ đi nha. Em kia mặc thấy các chú đứng suốt, em kia mặc thích thế. Các cửa hàng bán đồ quần áo khoác em Việt thấy cũng có khách rồi. Và trước màn hình là ngã ba phố Nội Miếu, Hàng Dây và tuyến phố Lương Ngọc Quyên. Những hình ảnh rất nhộn nhịp trên tuyến phố Lương Ngọc Quyên. Mùa đông tới thì tối cũng tới nhanh hơn quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán em Việt đều thấy đã bật đèn rồi.
các cửa hàng ở đây nát đá cũng có khách được. Các cửa hàng đã kê bàn ghế là phục vụ du khách vào buổi tối rồi. Vâng, em Việt đã tới ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyền. Rất nhộn nhịp. Một số du khách đã quàng thêm khăn. Các cửa hàng ở trên đường phố Tạ Hiện em Việt thấy rất nhộn nhịp. Các du khách Tây Bono đã tới với phố cổ Hà Nội. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp trên tuyến phố Tạ Hiện qua tuyến phố Đinh Nhật. Các du khách nước ngoài rất vui khi tới phố cổ Hà Nội. Hình ảnh rất đẹp. Như với thời tiết này, du khách cũng nhanh đói hơn. Em Việt thấy phố cổ Hà Nội các cửa hàng bán hàng ăn rất nhộn nhịp. Chúc mừng hình là ngã tư Hàng Bạc và phố Đinh Nhật. Các cửa hàng ở trên đường phố Hàng Bạc cũng đã lên đèn rồi. Rất lung linh. Quá quý vị của các bạn. Vâng, trước màn hình là ngã tư Gia Ngư.
và tuyến phố Đinh Nhật. Các nhà hàng em Việt thấy đều có khách. Mấy ơi, gọi vài cho xe người ta vào. Vâng vâng, em đi luôn anh ạ. Chiều đông nóng bỏng quá quý vị và các bạn. Du khách đang hưng phấn với một căn nhà hàng nhỏ nhỏ ở trên phố cổ. Các cửa hàng bán cà phê em thấy cũng nhộn nhịp. Vâng, cảm ơn quý khán giả cùng em Việt đi một vòng phố cổ từ trước cửa chợ Đồng Xuân qua tới ngã ba phố Đinh Liệt và cầu gỗ. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại quý khán giả ở các clip tới. Ra tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì em Việt thấy nhộn nhịp hơn rất nhiều.